Cũng giống như nhiều khám phá điên rồ khác trên Internet, tất cả bắt đầu trên Reddit với một bài đăng hoang dã về các thiết kế rừng độc ác. Chỉ cần lướt qua Google Earth và sử dụng công cụ lịch sử để xem những chuyển đổi hoành tráng từ các thung lũng cằn cỗi thành các khu vực đông dân cư với những đồn điền cây xanh tươi tốt. Hiện tại, Uruguay có khoảng 1,1 triệu hecta rừng nhân tạo. Để dễ hình dung, bạn sẽ mất khoảng 15 đến 20 phút để đi bộ qua 0,4 hecta. Tùy thuộc vào tốc độ của bạn, bạn có thể dành cả đời chỉ để đi bộ quanh những khu rừng nhân tạo của Uruguay. Nhưng chúng xuất hiện như thế nào và đạt đến quy mô này như thế nào? Vì vậy, có một quá trình được gọi là trồng rừng, trong đó cây được trồng ở những khu vực trước đây không có rừng. Sáng kiến này được thực hiện như một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm tăng diện tích rừng của đất nước, dẫn đến việc Uruguay hiện đang xuất khẩu bột giấy gỗ trị giá ấn tượng là 2 tỷ đô la mỗi năm. Mặc dù rừng tự nhiên chỉ bao phủ 5% đất nước, nhưng những khu rừng nhân tạo này chiếm tới 6%, đáng kể. Một điều thú vị nữa về khu rừng này là chúng có những cây đặc biệt mà ban đầu không thể tìm thấy ở Uruguay. Người ta quyết định trồng cây bạch đàn ở đó vì chúng cho thấy kết quả ấn tượng về tốc độ phát triển. Một cây có thể trải qua toàn bộ một chu kỳ, từ một cây nhỏ đến một cây sẵn sàng để thu hoạch chỉ trong 10 năm. Vâng, không ấn tượng bằng cây tre phát triển vài chục cm mỗi ngày, nhưng vẫn nhanh hơn một cây phổ biến ở Uruguay có tên là cây thiên đường, mất khoảng 25 năm để đạt kích thước đầy đủ. Nhân tiện nó cũng được coi là khá nhanh. Khu rừng kỳ lạ này ở Nhật Bản thực sự khiến người ta phải ngoái nhìn. Ở quận Miyazuki, có một nhóm cây tuyết tùng Nhật Bản đang gây xôn xao với những vòng tròn đồng tâm độc đáo vươn lên bầu trời. Một bức ảnh chụp trên không gần đây đã chụp được những vòng tròn đồng ruộng này. Và giờ đây, mọi người đang phải đau đầu cố gắng tìm hiểu xem chúng xuất hiện như thế nào. Nhưng đừng lo, không có cuộc xâm lược nào của người ngoài hành tinh cả. Hóa ra, sự hình thành tuyệt vời này thực chất là một dự án được lên kế hoạch cẩn thận từ gần nửa thế kỷ trước. Quay trở lại năm 1973, các nhà nghiên cứu đã trồng những cây này theo các bước tăng dần theo bán kính cụ thể để tạo ra những vòng tròn mê hoặc này. Ý tôi là, 50 năm trước, Google Earth không có ở đây, nhưng khi nhìn vào khu rừng đó, bạn có thể nghĩ rằng người Nhật đã chuẩn bị khoe khoang khu rừng của họ trên Internet trong nửa thế kỷ. Điều thậm chí còn hấp dẫn hơn là cách những cây mọc theo hình cong, lan rộng theo một cách không ngờ tới. Ban đầu, dự kiến sẽ được thu hoạch sau 5 năm, nhưng giờ đây người ta nói về việc bảo tồn khu rừng hình tròn này vì tất cả sự quan tâm mới tìm thấy. Bây giờ hãy nhìn vào cánh cổng này trong rừng, không có cách nào nó có thể xuất hiện một cách tự nhiên, phải không? Nếu phỏng đoán đầu tiên của bạn, nó là một tác phẩm nghệ thuật đương đại, thì bạn đã đúng. Vậy thì cánh cổng này nằm ở Nam Estonia và nó được tạo ra bởi nghệ sĩ người Phần Lan. Anh chàng này. Cánh cổng này không phải là sáng tạo duy nhất của anh ấy cũng có những dự án điên rồ khác nữa. Giống như anh ấy đã từng đi thuyền đến Estonia trên một chiếc thuyền làm bằng vỏ cây, anh ấy cũng đã chặt phá một khu rừng, phân loại tất cả các vật liệu trong nhiều tháng và sau đó tạo ra một tác phẩm sắp đặt có kích thước tương đương với khu rừng ban đầu. Thậm chí còn có một lần anh ấy cắt một đường băng bằng cưa máy và kết thúc ở một đầm lầy đóng băng. Anh chàng này chắc chắn biết cách làm mọi người ngạc nhiên. Hầu hết các tác phẩm của anh ấy đều liên quan đến thiên nhiên. Vì vậy, bạn có lẽ không nên ngạc nhiên khi cánh cổng rừng này lại là một sáng tạo khác của anh ấy. Bạn nghĩ, nghệ sĩ muốn truyền tải điều gì qua cánh cổng này? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nhé! Cây cối là thứ gì đó theo định nghĩa là thẳng, đúng không? Không phải khi bạn đang ở rừng cong ở Ba Lan. Gần mặt đất, những cây cây đó uốn cong đột ngột về phía bắc, sau đó đột nhiên thẳng trở lại sau một đoạn đường vòng nhỏ khoảng 1-3 mét, giống như họ đang làm địa phủ nhưng bằng cây cối. Bí ẩn về các những cái cây này cuối cùng lại nghi ngả như thể chúng đang ở trên tàu lượn siêu tốc vẫn chưa được giải quyết. Một số người cho rằng con người có thể đã can thiệp để tạo ra một số đồ nội thất kỳ quặc hoặc vật liệu đóng thuyền, trong khi những người khác đổ lỗi cho một trận bão tuyết dữ dội. Không ai biết chắc chắn. Bất kể chúng trở nên như vậy như thế nào, rừng cong là một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch và những người yêu thiên nhiên. Nếu bạn có dịp đến Ba Lan, hãy nhớ ghé thăm kỳ quan thiên nhiên này. Chào mừng đến với rừng Goblin, một khu vực kỳ diệu của East Ekman sẽ khiến bạn cảm thấy như mình đang bước vào một câu chuyện cổ tích. Khu rừng quyến rũ này còn được gọi là đường đi Kamahi, nổi tiếng với sự phong phú của những cây Kamahi Goge, mang đến cho toàn bộ nơi này một bầu không khí kỳ lạ nhưng tuyệt đẹp. Khi bạn đi bộ qua rừng Goblin, bạn sẽ được bao quanh bởi cây xanh tươi tốt, những cây phủ đầy rêu và những tia nắng chiếu xuống tạo nên bầu không khí thực sự quyến rũ. Đây chính là giấc mơ trở thành hiện thực của một nhiếp ảnh gia. Mặc dù bạn có thể không tìm thấy yêu tình thực sự hoặc sinh vật thần thoại trong rừng, vâng, tôi biết, thật đáng tiếc, bạn vẫn sẽ bắt gặp nhiều loài chim bản địa. Những người ngắm chim sẽ như ở thiên đường khi phát hiện ra tất cả những người bạn lồng vũ bay lượn xung quanh.
và tất cả những phép điệp âm đó. Và nếu bạn may mắn, bạn thậm chí có thể thoáng thấy những con đom đóm thắp sáng những con đường mòn. Rừng yêu tinh là điểm đến hoàn hảo cho những nhà thám hiểm đang tìm kiếm trải nghiệm kỳ diệu trong thiên nhiên. Vì vậy, hãy mang giày đi bộ đường dài của bạn và sẵn sàng khám phá khu rừng kỳ diệu đầy mê hoặc này. Rừng mây Monteverde ở Costa Rica không phải là cuộc phiêu lưu trong rừng thông thường của bạn. Hãy nghĩ đến những cây cầu treo cao và những con đường mòn trên ngọn cây. Vào những ngày sương mù, bạn có thể đi lang thang qua những đám mây mù để có cảm giác huyền bí. Khu bảo tồn thiên nhiên này được gọi là rừng mây và đó là một định nghĩa khoa học thực sự. Rừng mây khác với những khu rừng thông thường của bạn ở một số khía cạnh. Đầu tiên, chúng thường là những khu rừng thường, xanh giống như những ốc đảo nhiệt đới với một lớp mây thấp liên tục bao phủ tán cây. Điểm khác biệt tiếp theo là rêu. Rêu rất nhiều ở đó đến nỗi những nơi này đôi khi còn được gọi là rừng rêu. Quay trở lại rừng mây Monteverde. Tất nhiên, nơi này sẽ ấn tượng hơn nếu bạn đến thăm vào một ngày sương mù. Nhưng ngay cả vào những ngày quang đãng, quang cảnh cây xanh tươi tốt vẫn hoàn toàn tuyệt đẹp. Nếu một khu rừng thông thường nghe có vẻ hơi nhàm chán với bạn, thì hành tinh của chúng ta có một điều gì đó thú vị hơn để cung cấp. Còn một khu rừng dưới nước thì sao? Cho dù bạn là người Oregon bản địa hay chỉ đi ngang qua, Clear Lake chắc chắn là một điểm lặn mà bạn phải ghé thăm. Đúng như tên gọi của nó, Clear Lake xứng đáng với danh tiếng của nó, với làn nước trong vắt có thể nhìn thấy tới 30 mét, giống như đang bơi trong một hồ bơi lớn. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần vì nhiệt độ ở đây lạnh lẽo 3 độ C quanh năm. Không, tôi sẽ không mạo hiểm vào đó, nơi đó thích hợp hơn cho chim cánh cụt. Tôi đoán vậy, không sao cả. Hồ này đặc biệt vì lịch sử của nó được hình thành cách đây hơn 3.000 năm bởi hoạt động núi lửa chuyển hướng một con sông, bảo tồn những cây cổ thụ mà bạn vẫn có thể nhìn thấy đứng cao dưới nước ngày nay. Có một khu vực được gọi là rừng dưới nước, nơi bạn có thể tìm thấy những cây cổ thụ sâu bên dưới. Đi bộ trong rừng dưới nước nghe có vẻ thú vị, phải không? Ở Madagascar, không có một khu rừng mà là một đại lộ cây xanh. Nhưng những cây xanh này hùng vĩ đến mức đại lộ này có thể sánh ngang với khu rừng thực sự tuyệt vời nhất. Tôi đang nói đến những cây bao bắp khổng lồ tuyệt đẹp này. Hãy tưởng tượng xem một đoạn đường dài 260m với hơn 20-25 cây bao bắp khổng lồ, cao khoảng 30m. Về chiều cao, con hẻm này giống như được lấp đầy bởi nhiều bức tượng Chúa Cứu Thế của Rio. Ngay cả một người cao 2m cũng cảm thấy bất an ở đó. Và nếu bạn mạo hiểm đi xa hơn 7km, bạn sẽ thấy baobab Amuru. Hai cây baobab mọc xoắn vào nhau như một câu chuyện tình. Theo truyền thuyết, chúng tượng trưng cho một tình yêu không thể giữa hai người trẻ trong làng mơ về một cuộc sống bên nhau. Giờ đây, chúng đứng đó đan xen vào nhau mãi mãi.